Trong năm, các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức thành công 10 ngày hội việc làm cấp huyện, 11 phiên giao dịch cấp xã, 5 phiên giao dịch việc làm trực tuyến, 15 hội nghị tư vấn định hướng nghề nghiệp và việc làm, hai hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về lao động, việc làm, mở 3 lớp tập huấn đào tạo cho người sử dụng lao động, người lao động về thực hiện chính sách pháp luật về lao động, quản lý, sử dụng lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.